Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại BT Channel nha. Hôm nay mình sẽ đến Vinh Quang các bạn xem. Mình lâu lắm rồi, mình cũng chưa có chơi Vinh Quang nữa. Thì tranh thủ chơi thôi, game nó sập không được chơi nữa. Ok, vô thôi. Có một số bạn cũng kêu mình chơi Vinh Quang chơi. Thì cũng vào đánh vài trận nha. Đánh vài trận giải trí nha. Hiện tại cũng còn khá là nhiều acc để mình làm event. Mình cũng rất là muốn kết thúc lắm nhưng mà acc cũng gửi về hoài, không lẽ mình từ chối nó cũng hơi kỳ. Thôi mình sẽ cố gắng mình làm nốt mấy cái event nữa. Tương lai mình sẽ chuẩn bị chuyển sang một cái game nào đó mới hơn, hay hơn. Cái game Mokiwa này thì hiện tại cái top cũng nghỉ gần hết rồi. À, thì mình thấy bán khá là nhiều, một phần bán và một phần bỏ cho mình làm event đây này, đó là cũng rất là nhiều ạ. Top mà đa số thì là các đồng minh mà theo dõi mình từ lâu rồi, cũng muốn góp một phần nào đó ủng hộ mình và tặng lại cho các bạn sau này để mà có cái để chơi. Ui, tay lẹ coi. Gì đâu rồi, bây giờ mình thấy là có anh trình 7, anh trình 6 mà có 50k, 100k à. Mình không biết là cái đó là thật hay là giả nữa. Thấy các bạn đăng lên các bạn bán đây, cái 50 đến 100k, 200k hả, mà đã có được anh sình 7, anh sình 6 rồi thì biết biết chọn lựa chọn nghỉ game là một quyết định sáng suốt đấy. Nghỉ cho rồi thì đâu mà biết, rồi ai cũng có anh sình, ai cũng có mấy con mới hết trơn. Nạp vô có à, nó phải làm sao đó cho người chơi gọi là có cái gọi là chinh phục đó. Chinh phục mới hấp dẫn chứ cái gì đâu mà quất vô 50.000, 100.000 cái có hết trơn rồi, chỉ nó không còn cái gì là vui hết trơn các bạn. Biết rồi, thấy cái game này nó nhàm sao. Mình cũng tính là mình sẽ chơi cho đến khi nào nó sập thì thôi. Nhưng mà mình thấy nó chán quá rồi các bạn. Thấy nản quá. Anh em hầu như nghỉ gần hết rồi. Mình ở lại đây làm cái gì nữa. Đó, nghỉ mà cũng chán thiệt. Thôi, tôi liệt kinh thế. Đi Vinh Quang giờ hầu như là auto gặp Titan, Captain Marvel, Titan 3 ai cũng có hết. Người nhiều gen, người ít gen thôi. Không, mất lượt luôn, lỗi không? Cái lỗi này á, mình nói biết bao lâu rồi mà bên phía Mokiwa vẫn không có gọi là phản hồi cái gì hết. Không có sửa lỗi hay khắc phục bất cứ cái gì. Cái rồi chán lắm các bạn. Vô game mình chơi giải trí mà vô game là lỗi tùm lum hết trơn. Nó cũng khó chịu lắm chứ. Mấy ông top mà đó, mấy ông cày cực khổ chừng nào bây giờ các bạn không cần vất vả nữa, nạp vô có rồi. Bảo sao mấy ông top mấy ông nghỉ không nghỉ hết cũng uổng. Hồi đó cày được lên top là cực lắm, tốn kém dữ lắm mới lên được top. Mà bây giờ bị như thế này mấy ổng cay lắm. Mình nhìn mà mình còn thấy cay mà các bạn. Cay lắm. Duy trì nạp thì có thể giữ được top, còn không duy trì nạp rồi rồi xét con mệnh nó định luôn. Không đến 3 ngày đâu là rớt top rồi. Nhưng mà có cái hạt của anh sai mà sao lâu quá chưa gớt top 1. Vẫn còn top bầu lực chiến. Chỉ có gớt top ở Vinh Quang thôi. Vinh Quang thì gớt top là chuyện bình thường.
không chơi thì dĩ nhiên phải rớt top thôi, elo nó không lên mà. Biết rồi, mấy cái ạc rồi nạp vô mấy chục triệu bây giờ bán 3-4 triệu ai mua. Mà chắc cũng có người mua đấy, nhưng mà hiếm lắm, ai gọi là dân chơi gọi là ham hố lắm thì mới mua, cái gặp như mình là mình cũng không mua đâu. Mua vừa về chơi giờ tháng cái game nó sập báo nữa, mất mấy triệu bạc nữa, chơi là phải bền vững các bạn. Bây giờ thử các bạn không nạp coi sập liền ấy. Bây giờ nó đang còn ngáp ngáp đó, game này giờ nó còn ngáp ngáp đấy, cũng sắp tắt thở rồi đó. Mình nó đang đợi cái ngày nào đó thôi. Hồi đó ở lúc nghe ôi qua ra phiên bản mobile mà sao lâu quá rồi không thấy phiên bản mobile nó hiện lên vậy chân ta, nó có ra phiên bản mobile chưa các bạn nhỉ? Mình cũng không có tìm hiểu nữa, chắc là nó ra phiên bản mobile là này nó sập đó, chứ ra phiên bản mobile nó cũng chả giữ này lại làm gì. Này giờ kiếm tiền khó quá mà, giờ ít ai nạp, đa số là những bạn gọi là người chơi mới sau này, những bạn trẻ trẻ thì nạp trả được bao nhiêu. Có mấy ông top á, ông chịu chơi thì ông nạp nhiều thì game nó mới trụ nổi. Mà game bây giờ top đang nghỉ dần dần hết rồi, còn ai mà để trụ game nữa. Bởi gì ta nói bẹp bốc hơi, một sát nữa win mà một sát nữa mình cũng ra đi luôn. Nộ hay quá, chuẩn bài rồi. Thôi đừng tê liệt, tê liệt là tôi thua đó, tê liệt là tôi bị thua đó. Bây giờ ăn ở đâu đi ta, ăn hút thôi. Mana không rớt xuống nha, tê liệt cái coi, tê liệt cái là win này mà nó méo tê liệt. Nó kiếm dưới, kiếm ba dưới nè, thấy rồi đó mà không thèm ăn đó. Đó, đợi còn 1 giây hoặc là 0 giây mới chịu ăn, làm lâu không. Ăn ở đây hợp lý, gất nộ hoặc trưởng xuống cũng được. Ồ, không gất viên gì xuống hết trơn vậy. Ồ, không tê liệt luôn. Nộ giữa luôn nè, nộ ngay giữa luôn. Nghe tôi đi, tính tôi đi. Nộ giữa là ngon rồi, ăn kiếm làm chi. Lại ăn kiếm có tê liệt luôn, ghê chứ. Hết đường ăn rồi. Nổ no. Bắt buộc phải ăn thôi các bạn. Mình đưa là một phát là đi mất tiêu luôn à. Chẳng qua mình kéo map nó chưa có sập thôi. Này, làm cú chí mạng coi. Ừ, không đam luôn, không đam luôn. Căng đấy, trưởng dưới, trưởng ba bạn ơi, nộ cũng được, chắc ăn nộ. Ừ, sao lại ăn tiến hóa, nà ní. Ây da, căng đó, căng đó. Nãy giờ ổng tê liệt mình khá là nhiều nha, nhưng mà ổng chưa win được đâu. Còn lâu, win mình còn lâu. Trời ơi, tê liệt rồi. Còn win nữa các bạn. Lê liệt nhiều ở nồi, trưởng luôn nè. Ừ, lan nộ, không đam cái coi. Ông tê liệt mình kinh vãi nồi luôn, thề. Chứ không ơi, làm gì trận này ông win nổi mình. Trời, còn khuya mới win được. Chẳng qua là hên ơi, được tê liệt nhiều thôi.
ông thần Tê Liệt ổng ủng hộ nhiệt tình quá. Tê Liệt đâu hai bao khác, hai bao khác cách lượt Tê Liệt cái thì thôi chịu, tâm đâu có đủ sức mạnh quyền lực nào để mà win được ông thần Tê Liệt này. 61% đợi lên 81 nó mới vô các bạn. 61 là mình còn đợi đó, chờ đợi là hạnh phúc ha. Đây vô đi chứ hả, vô nào, tốc độ đó 81 rồi chuẩn bị vô nè. Ừ quên nữa, anh em nào chưa subscribe đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha, gần lên 4k sub rồi, anh em nhấn đăng ký nhiệt tình lên. À bạn nãy chứ đâu, mà nè chết màu rồi, cái tầm này bay về vũ trụ luôn rồi. Ú trời ơi, hên tính ra cái tầm đó là bay về vũ trụ luôn rồi mà ăn hàng 4, tính ăn ở trên mà thôi, ăn hàng 4 lấy đá đồ chơi. Ông Quốc Phát ông phun cái đá luôn kìa, phải nồi kêu đi cha nội kêu, thế là đợi giết mạng mới kêu. Ừ tiến hóa cái kêu đi, kêu sớm win sớm đúng không các bạn, kêu sớm win sớm trời ơi, chí mạng thiệt chứ, kéo phát chí lý luôn rồi luôn, kêu sớm win sớm luôn. Ăn nguyên tiến hóa không ăn mà đi ăn hàng 4 ký, tính tích đá nữa à, làm gì được kêu cái nữa mà tích đá. Biết có sống được để kêu được lượt nữa không mà tại tích đá làm gì, đúng không, đúng không nè, bốc hơi nè. Cái gì thấy không các bạn, bạn thấy không, chẳng qua là ông thần Tê Liệt cũng ủng hộ ông ơi, chứ làm gì mà ổng quyết được mình. Biết rồi, cái vô cái game mà trên kênh chat này các bạn không có một bóng luôn, không có một bóng người luôn, trời ơi người ta đi chú Covid hết rồi, đi cách ly hết rồi. Biết rồi, cái game này được mấy chục người chơi trời. Ừ không gài nghe đâu đế tê bo kia qua được 1000k sub, chúc mừng đồng minh nha, không gài mình quên chúc mừng đồng minh nữa. Có nhắn trên kênh đồng minh chúc mừng rồi, bây giờ chúc mừng nữa đó, chúc mừng đồng minh đã được 1000 sub gai, 1000 đăng ký, gán cày giờ và kiếm tiền nha đồng minh. Kiếm cày Lan hả? Ôi tên đẹp á. Tên rất đẹp nhưng mà mình thì rất tiếc. Bạn có chịu máu à? Vậy quá. Giờ ăn cái gì để ta kèo này nhắm mắt không win nữa. Ăn đại luôn, tại vì cái ạc của anh sai bình thường nó đã mạnh rồi mà khi vô tay mình nữa thì nó lại mạnh nữa đấy. Với kinh nghiệm kéo kim cương gần chục năm nay thì trời, dầm vào cái tình huống này mình giải quyết nhanh chóng lắm. Vô quánh con boss một cái nha, thì mấy cái đảo mới hình như mình cũng quánh ấy, cái đảo mới nữa hả, sông cá. Hai con cá, đảo hai con cá các bạn. Ok mời các bạn cùng hướng về màn hình
để xem mình câu cá. câu cá anh sai anh, cái này anh bỏ bê cái hàng này quá, cái này cái nồi cơm của anh sai tôi bị ai lấy không biết, anh sai tôi buồn quá chừng, anh tôi cái này khổ quá. Bot kéo hay thế, bot thì nhìn nó xấu xấu sao đâu trời, nhìn cái mặt của nó kìa, lỗ tai thì lỗ tai như hai cái sừng chĩa qua hai bên cái lựu đạn, cái lỗ tai nhọn, lỗ tai của người ta chĩa lên thì mới đúng, đúng như trong phim là người ta vẽ là lỗ tai nhọn là chĩa lên đúng không anh em, nhưng không các bạn, lỗ tai nó chĩa qua hai bên như hai cái sừng, người ta bị cắm sừng trên đầu, còn cái con boss này nó bị cắm sừng vô lỗ tai anh em ạ. Cặp chân này người ta gọi là cái chân sao ta, chân dài tới nách anh em ạ. Lựu đạn chân gì mà dài dữ vậy trời, thấy cái con boss vãi chè đầu vậy, chân gọi là dài tới nách, có nước nha, đúng là sông ngư phải có, phải có nước đúng không, chuẩn đấy, nó mà không làm bằng cái nước là có cái nữa mình nói nữa rồi đó. Theo mình nghiên cứu từ xưa đến nay thì mấy con cá dưới nước thì nó cũng có, nếu người cá thì có lỗ tai bình thường, còn mấy con hỷ quái thì nó mới có sừng, mà con này nó không có gọi là hỷ quái các bạn, nó có hai chân như người, hai tay được, nhưng mà được cái là hay thấy cái lỗ tai nó là hai cái sừng. Nhìn nó cũng lạ lạ. Nhìn nó cũng lạ mắt đấy, cái này phóng to lên nữa chắc chắc lắm à. Bóc ơi, hòn ủa sao nam không vậy ta, sao mấy con trên đây không có sừng. Sống dưới nước sao lại có cánh, cái quách đờ hỏi cá có cánh nà ní. Cá có cánh kìa mấy cha nội, cái này là cái gì, con này là con cá trình hả, có điện kìa ngày sao. Đấy đây đây, sừng người ta thì sừng phải trên đầu, cái gì đâu mà sừng mà cắm vô lỗ tai như thế này, nghiên cứu cái con này coi con gì các bạn, nó chôm đâu được cái sừng tê giác nó cắm lên đầu nó đây này, vãi nồi vãi cá bốt à. Biết rồi, thiết kế gì ngộ vậy, biết rồi design kỳ quá, bên đây nó còn đẹp đẹp nè, cái đảo này nó hơi kỳ kỳ đó, không biết là nó theo cái nhân vật như thế nào mà nó thiết kế ra nữa, thôi kệ đi. Ok thì video Vinh Quang đến đây kết thúc, thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nha, bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, và đừng quên nhấn cái chuông nha, để có những thông báo mới nhất từ video của mình đăng lên, nào rảnh mình mới đăng lên được. Giờ không có đăng lên mỗi ngày nữa. Ok thì hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha, nhớ tham gia event nha, event ạt top 2 đấy, rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ.